Hồ Ngọc Hà, Du Xuân cùng cô giáo Khánh, Hải Triều, BB Trần. Đây là lần thứ hai nữ ca sĩ mời cả dàn sao hài đình đám xuất hiện trong sản phẩm mới nhất của mình sắp được ra mắt. Những ngày qua, không khí xuân đã tràn ngập ở khắp mọi ngóc ngách. Các nghệ sĩ đều lần lượt tung ra những sản phẩm âm nhạc, những clip viral, web drama mang nội dung ngày Tết để gửi tặng khán giả. Hồ Ngọc Hà cùng ekip cũng tranh thủ thực hiện một MV chốt hạ năm 2019. Nữ ca sĩ với tạo hình Nacha hoàn toàn khác lạ. BB Trần, Hải Triều, Duy Khánh, Huỳnh Lập náo loạn ngày đầu năm cùng Hà Hồ. Để đánh dấu một năm 2020 với nhiều dự án hoành tráng, thì nữ ca sĩ cùng ekip quen thuộc Gala Nhạc Việt đã cùng bắt tay nhau thực hiện clip Điều Ước Mùa Xuân. Đặc biệt trong những gương mặt hài đình đám như BB Trần, Hải Triều, Duy Khánh, Huỳnh Lập sẽ góp mặt trong câu chuyện ngày đầu năm này. Thay vì những chủ đề thông thường như đi chợ hoa, dọn nhà cửa, biếu quà Tết, thì Hồ Ngọc Hà sẽ mang câu chuyện đi coi mắt đầu năm. Có thể nói đây cũng là một vấn đề quan tâm đặc biệt của các phụ huynh. Dịp xuân là lúc để mọi người sắp đặt dạm ngõ, dựng vợ gả chồng cho các con. Màn đỏ sắc bức phân thắng bại của Hồ Ngọc Hà cùng các cậu em đồng nghiệp. Với dàn nghệ sĩ hài nổi tiếng lầy lội như thế này thì khán giả phần nào nhận ra được đây chẳng phải là một clip nghiêm túc, chắc chắn sẽ có nhiều tình huống cười ra nước mắt, náo loạn ngay đầu năm. Hồ Ngọc Hà xuất hiện với tóc Nacha đầy nhí nhảnh, vốn tập trung mang niềm vui đến cho khán giả dịp đầu năm, nên người đẹp gốc Quảng Bình cũng có màn tạo hình trẻ trung ấn tượng khi cột tóc hai bên như Nacha, diện áo bà ba cách điệu và tung tăng đi du xuân cùng đồng bọn. Hồ Ngọc Hà không khi nào khiến khán giả thất vọng bởi gu thời trang từ dịu dàng nữ tính đến phá cách ấn tượng. Cô biến hóa liên tục mỗi khi xuất hiện và thường chọn kiểu váy áo phù hợp với nơi mà mình đến. Phần diện mạo giúp cô ghi thêm điểm với người hâm mộ. Đây không phải lần đầu tiên BB Trần, Hải Triều, Duy Khánh, Huỳnh Lập cùng đàn chị đóng MV với nhau. Trước đó mọi người đã cùng cô tham gia dự án nói về nhan sắc, vẻ đẹp 4.0 và mang lại không ít tiếng cười cho khán giả. Ngoài ra trong các sự kiện kinh doanh làm đẹp của nữ hoàng giải trí thì các cậu em cũng dành thời gian đến tham dự. Họ dành cho Hồ Ngọc Hà là một sự ngưỡng mộ và luôn nhiệt tình xuất hiện trong các dự án của cô khi có lời mời.